và bảng bổ trợ là những thứ mà đang có một cái sự liên hệ mật thiết đến một cái trận thắng solo Yasuo. Vậy thì cách dùng ngọc từ hôm qua giờ thì theo bạn như thế nào là tối ưu nhất? Từ hôm qua cho đến giờ thì có lẽ là lấy 1% chí mạng xong Một nhân phần đôi trăm thành hai, sát thương, tốc độ đánh và sát có thương, tốc độ đánh. nó khiến cho bạn dễ dàng hơn trong việc trao đổi thức, còn không cần phải dùng ngọc hút máu làm gì cả, cứ lấy giáp, tốc độ đánh, kháng phép các kiểu mà thôi. Và trong trận đấu này thì chúng ta chưa chưa kiểm tra qua về những cái thông số đấy, nhưng mà tôi nhận thấy một điều là hầu hết những người chơi theo thứ tấn công sẽ sử dụng cho mình là kiếm Doran. Kiếm Và với phong cách phòng ngự thông thường thì có lẽ là Petland vừa rồi tôi chưa kịp nhìn, chắc vẫn là cái khiên Doran thông thường mà thôi. một là khiên, hai là kiếm thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng Petland sẽ lên khiên. Để xem nào. Đúng, anh ta lên khiên vì cái cách lựa chọn phép bổ trợ nó làm cho mọi người đều liên tưởng rằng anh ta sẽ đánh một cái lối đánh rất là phòng thủ, không hề có một chút hút máu nào đến từ cả hút máu phép và hút hút máu bình hút máu vật lý. Như vậy là anh ta sẽ không cộng vào cái điểm đó, hút cả hai ở cái bảng đầu tiên. À đúng rồi, thì anh ta cộng 0 12 18 Không bởi 12 vì anh ta 18. đang có cho mình cái bánh Big Q trong người như kia. Là 0 12 18 Hồi anh máu ta. cũng nhiều, hồi máu hay là hồi máu nhiều đấy. Máu đến từ kiếm Doran và hồi máu đến từ cái bảng thứ ba mà khi mà anh ta cộng vào, đó là một vài những thông số chúng ta đang chứng kiến. Còn Còn đây. đến từ Dwarf thì có 200 hút máu nhưng đó là đến từ kiếm Doran. Đúng rồi. Anh chàng này cũng cộng theo kiểu. Đây là nhiều tốc độ đánh. Cũng cộng từ người tốc độ đánh mà thôi. Nhưng mà anh ta cũng cộng là 0 12 18 nhưng anh ta lấy vào cái điểm sát thủ chứ lấy bánh Big Q. Anh ta muốn gia tăng thêm sát thương. Muốn gia tăng thêm sát thương, cái điều này là cũng tốt thôi, bởi vì anh ta đánh siêu công mà, anh ta lấy hai cái phép bổ trợ đánh theo kiểu công thì anh ta cần cái điểm đó. Và Petland thì lại lấy nhiều và hồi máu hơn cho bản thân mình. Hồi máu của Petland là 18 trên 5 giây, trong khi đó thì Quark chỉ có 8 trên 5 giây mà thôi. Nhưng dường như 18 điểm trong 5 giây nó không phải là quá nhiều khi mà cả hai bên đều lao vào nhau ở một cái tần suất dày đặc như thế này. Vẫn đang rất mượt trao đổi những cái đòn như cú lốc kiếm của mình với độ chuẩn xác cao, hack não rất tốt. Vừa rồi là một pha lốc thành công của đối phương lên, có vẻ là đối tượng Petland. Và Dwarf thì anh ta không tỏ ra là e ngại cách hút máu lại với những cái cú đâm kiếm của mình, với những cái đòn chém tay của mình rất tự tin. Ngoài ra thì hai người chơi còn có thể dựa vào cái thế lính, mượn những con lính có thể là nguồn sát thương phụ thêm, và Drop lại vụt ra một cái lốc. Nếu như cái lốc đó mà trượt thì tôi không tưởng tượng nổi là Drop sẽ gặp nguy hiểm như thế nào với những sát thương tiếp theo của Petland. Cũng may là cái lốc đó đã làm cho Petland bị khựng lại, không thì cái anh chàng Drop này thì phải mất ít nhất là một cái hồi máu rồi. Bây giờ thì lính đã đẩy vào trụ, nhưng điều này không phải lần đầu tiên Petland phải hứng chịu. Từ hôm qua giờ anh ta bị gặp tình huống nhiều với các kiểu đánh thủ ngay từ đầu như thế này rồi, và Petland vẫn có thể có một cái trận. Anh ta đang làm rất ổn với cái lượng chỉ số lính của mình và đang là thời điểm mà Kindoran tỏ ra khá lợi hại, làm bớt đi sát thương nhận vào của đối phương, hồi phục máu một cách tương đối tốt cho những cái pha kéo dài khoảng cách ra tới từ Petland. Anh ta đang chủ động làm điều này. Còn Dwarf vẫn với cái phong cách là siêu cấp, chủ động đẩy lính lên rất nhiều, nhưng bây giờ thì đang lỗ máu nặng. Lỗ máu nhưng hình như Drop đang muốn lừa, đang muốn lừa vì anh ta có hồi máu và có vẻ như anh ta sẽ lừa thành công, nhưng Petland găm lại cho mình một ngọn lốc và chỉ còn 25 máu trong tình huống đấy mà thôi. Thật là bất ngờ quá đi khi mà Petland vẫn thể trụ lại được với cái chiến trường này. Và Petland có vẻ là người lời hẳn rồi, bây giờ anh ta về nhà và anh ta sử dụng cú dịch chuyển của mình ra mua được tương đối nhiều đồ, nhưng lời hẳn hay không thì cũng chưa biết. Bởi vì anh ta sẽ mất giấy phép dịch chuyển, lính người ta không lời được bao nhiêu cả, lính đang áp sát trụ rất tốt tới từ những đợt vừa được đẩy lên đến từ Dwarf. Lượng đồ mua ra trong cái đợt đầu tiên này của hai người chơi tôi đánh giá là như nhau, để lại 200 tiền trong người và thôi mua nốt đi, mua nốt, thậm chí là mua rất nhiều máu đi. Hai thanh kiếm Doran bên kia là một kiếm Doran, một khiên Doran rất hợp lý, hai bánh Big Q mà thôi. Và lẽ ra thì nếu như muốn lấy lại được thế lợi thế của mình, anh ta ngay khi dịch chuyển ra anh ta phải đẩy ngược trở lại vào trụ của đối phương, nhưng Petland anh ta đóng băng, anh ta đoán được một cái gì đấy, anh ta đoán được là có vẻ đối phương sẽ ở nhà chờ tiền trong một khoảng thời gian, nên nếu như đóng băng đối phương sẽ chịu đối hơn hơn là việc đẩy vào trụ để ép cho đối phương cần và anh ta còn đang được lợi thế, đó là anh ta có rất nhiều lính cùng bắn với mình và lượng sát thương gây vào người của Dwarf là nhiều đó đấy, đến ba con lính đánh gần và năm con lính bắn xa cùng bắn nữa, thì đấy là một cái thứ làm cho Dwarf phải e sợ mà mất phải rất nhiều lính, mất nhiều lính đấy, cực kỳ nhiều lính bị mất đi tới từ Dwarf. Anh ta đang gặp rất nhiều những áp lực nâng tường khi bị Petland đẩy vào sâu bên trong trụ, và cuối cùng anh ta đã phải
Anh đang tưởng rồi anh ta nên đưa ra quyết định sớm hơn khi mà anh ta cảm thấy kiểu là nãy giờ thôi. Đây, hãy nhìn những cái pha đâm kiếm tới cái Petland, cái độ chính xác nó cao nhiều so với Swap, và tiếp tục lại cả lớp kiếm nữa, cắm cho mình những bình máu rồi, mang ra 4 bình, ăn mất 2 bình. Trong khi đó Petland nó chưa cần phải ăn đi bất cứ bình máu nào cả. Cái game thủ trẻ tuổi này đang có một khả năng xử lý rất vi diệu, né tránh thì đừng hỏi. Đấy là điểm mạnh của Petland. Tôi nghĩ là điểm mạnh của Petland ai cũng nhận thấy là cái khả năng né tránh và khiến cho đối phương phải chóng mặt thì ai cũng nhìn thấy rồi. Nhưng tôi nghĩ là một cái điểm mạnh hơn nữa là cái tâm lý thi đấu của Petland quá tốt. Gì đấy? Chỉ còn có 25 máu trong một cái lần bấm B về nhà thôi. Và drop đã về nhà. Như vậy sẽ là thêm những món đồ. Vì anh ta biết thừa rằng đợt này lên chờ hai phép bổ trợ kia là buộc phải đánh đến khô máu mà thôi, chứ không còn đường lùi nữa rồi. Bây giờ không còn cửa mà đi thi farm của Petland được. Đấy, bây giờ Petland về nhà cũng có được thêm cho mình một thanh kiếm Dora, lượng trang bị ngang nhau, nhưng có lẽ sẽ mua được thêm cả trường kiếm nữa. Chà, đó là cụ hồng ngọc, nhiều, cầm nhiều thêm máu rất nhiều. Bây giờ thiêu đốt là coi như bị cụ hồng ngọc kia chặn luôn rồi. Cái lượng trang bị hơn tới từ cụ hồng ngọc kia nó gần như phế đi. Cái phép thiêu đốt tới từ Dwarf tức là bây giờ gần như chỉ được coi là phép kiệt sức đối đầu với phép hồi máu mà thôi. Căng thẳng đấy, để tôi xem là cái lượng máu của Petland sẽ là bao nhiêu đây. Anh ta đang có suy nghĩ phải đến tầm 1.500, hơn 1.500 máu so với cả 1.100. Không, thực ra chỉ là 1.349 mà thôi. Nhưng rõ ràng là nhiều máu hơn so với Swap ở bên kia, và anh ta đang lao lên. Đây chính là lúc mà Petland cực kỳ thích trong một trận đấu solo Yasuo, là cái lúc mà anh ta có thể phô diễn được tài năng của mình, di chuyển nhỏ trong những con lính, xoay quanh những con lính thì đúng hơn. Và Drap đã thực sự cuốn theo rồi, cuốn theo dòng xoáy. Chăn chối tới từ Drap. Anh ta đang có đủ cả hai phép bổ trợ, đây là thời điểm mà anh ta mong muốn. Nhưng có vẻ như anh ta nhận ra mình chưa đủ thiên thời địa lợi. Dính lấp đến từ đối phương. Vẫn đang khá bình tĩnh. Drop có thể lật kèo, thực ra là Drop có thể lật kèo bằng một cái cách nào đấy được. Khó đấy, nhìn đúng là khó. Nhìn cái lượng máu còn lại và đến gần 1.000 này, 1.000 rồi. Thật sự là cũng không muốn búp thiêu đốt vào người đối phương làm gì. Chẳng lẽ lại về nhà một lần nữa chắc. Về nhà một lần nữa thì Petland cũng về nhà một lần nữa. Rồi máu anh ta lại đầy lên và anh ta lại có đồ ra. Cái này thì Drop đang tự lún sâu vào con đường của mình rồi. Hóa ra vẫn đang quá lợi hại so với cái phong cách chơi tấn công. Đây, sắp đến bước ngoặt rồi đấy. Tôi nghĩ là sắp đến bước ngoặt rồi đấy. Lớp có đây rồi, anh đối phương về. Ui, đang hết rồi, cần phải tường nãy giờ anh ta để làm gì? Tức là anh ta bị dẹp rồi, nhưng tôi cảm giác là anh ta quên rằng mình đã vừa nâng tường. Cái Drop đang lao lên, nhưng đây có thể là khoảnh khắc mà Petland đang mong chờ. Không, chưa có gì để gọi là mong chờ cả. Lính đã hết rồi. Anh ta chặn được. Kiếm trượt. Petland anh ta rất tự tin. Ta biết là mình có thể làm gì hồi máu. Nhưng hồi đến đâu đây? Cú lốc trượt. Chăn chối cả hai đều chưa hồi. Đây sẽ là pha then chốt. Lốc đang có. Lốc chúng là có chăn chối bay vào. Rất may Drop né nó. Drop sẽ lấy lại được lốc trước. Drop đang chủ động lao vào. Drop lấy được khiên đối phương. Drop lốc chúng lao lên. Combo có khiên đến từ Drop. Và đó là Drop với pha chiến thắng của mình. Anh ta tính toán chuẩn xác. Anh ta câu đi khiên của đối phương với cái đòn chém tay của mình. Và sau đó cú chăn chối hoàn toàn là gây thẳng sát thương. Thực ra trong một kèo đấu solo hai người chơi Yasuo, chúng ta có thể bằng một cách khác, tức là hạn chế đòn chém đấy bằng việc lên cho mình cái tàn tích của Bami. Và khi bạn dùng cú chăn chối, bạn đốt đối phương trên không, tàn tích Bami sẽ phá đi khiên của đối phương. Khi đối phương rơi đất cũng là cái lúc mà lớp giáp mất đi và sát thương đến từ cú chăn chối được dính vào. Đó là kiểu lên đồ của shop, lên đồ đây, của KTV. Và chúng ta đang xem lại cái pha thi đấu này, nó rất tốt. Một pha thi đấu phải nói thật là tôi đã nổi da gà sau khi xem những gì mà Drop đã xử lý. Có lẽ là Petland đã thấy mình chạm đến chiến thắng quá gần rồi, nó khiến cho anh ta cảm thấy run tay. Đây, cùng lao đến, cả hai bên đều chọc quy trượt, nhưng sau đó là cú lốc và cú chém chăn chối. Quan trọng nhất là khi bạn sử dụng chăn chối, bạn hồi lại được cái lớp khiên. Hay thật. Đến từ cái kỹ năng E của mình, và Drop đã làm được điều đó, rất tự tin. Với cùng, thì những tưởng như là siêu thủ lại thắng siêu công, thì Drop đã chứng minh cho chúng ta được một điều ngược lại. Một cái màn trình diễn ấn tượng của anh chàng này mà tôi hy vọng rằng anh ta sẽ tiếp tục duy trì nó và bước vào trận đấu chung kết. Nhưng trước hết thì anh ta sẽ cần phải đón xem cuối đầu của cặp bán kết còn lại giữa SOLM, SOP và POTM, POT. Đó là một cái cặp đối đầu rất hấp dẫn của hai game thủ trẻ tuổi. Và chúng ta sẽ quay trở lại ngay trận đấu